mẹ hiện ra tại La Salle, nước Pháp năm 1846. Xóm nhỏ hẻo lánh La Salle và hai xóm lân bang là Aplandin và Corp ở trên triền núi Anfer, phía nam Paris. Từ bao thế kỷ, đời sống tại thôn nhỏ xa xôi hầu như vô danh này luôn khó khăn, chật vật và nghèo nàn. Hầu như chẳng ai ở La Salle để ý tới những biến cố xáo trộn lớn lao xảy ra khắp nơi ngày càng nhiều và dồn dập. Tuy thế, mẹ Maria đã chọn địa điểm này và hai mục đồng tại đây để kêu gọi dân Pháp và khắp thế giới ăn năn trở lại với Thiên Chúa hầu tránh khỏi những thảm họa lớn lao sẽ xảy ra tại Pháp và thế giới. Đức mẹ đã dùng hai mục đồng nhỏ làm thông tín viên loan báo thông điệp của mẹ. Hai mục đồng này là Melalin M.A.T.H.I.E.U. 14 hoặc 15 tuổi và Maximin Giraud, 11 tuổi. Cả hai đều chào đời và sinh sống tại Corp, một làng nhỏ cách La Salle khoảng 4 cây số. Aplandin, Corp và La Salle là ba thôn nhỏ gần nhau ở trên núi Anfer thuộc Pháp. Ba thôn nhỏ này trước kia hầu như vô danh, không mấy ai biết tới. Dân chúng sinh sống tại đây rất nghèo nàn cơ cực và thất học. Melalin là con thứ duy trong gia đình có 8 người con và bị đẩy đi ăn xin từ lúc còn thơ dại. Maximin thì lang thang đầu đường xó chợ ăn xin hoặc có khi lấy cắp thứ gì để ăn ở cùng một thôn. Nhưng mãi tới ngày 18 tháng 9 năm 1846, hai em mới gặp nhau nhờ được mướn chân bò cho một nông gia tại Aplandin. Chiều ngày 19 tháng 9 năm 1846, giữa lúc trời nắng gay gắt và chói chang, hai em mục đồng Maximin Giraud 15 tuổi và Melalin Mathieu 10 tuổi dẫn trâu vào hang núi để ăn trưa, rồi kéo nhau ra suối cạn gần hang núi để nghỉ ngơi, vì nơi đây mát mẻ và dễ nhìn xem đàn vật rậm cỏ trên sườn đồi. Khi hai em ngủ, bỗng Bella lên giật mình tỉnh giấc, thấy đàn vật biến mất sau sườn đồi, nên đánh thức Maximin dậy, nhìn mùa đàn vật về gần hang động hơn. Trở lại còn cách hang áng xuất hiện ngay chỗ các em nằm nghỉ. Ánh sáng phát ra chói lọi như ánh sáng mặt trời ban mai, khiến hai em choáng mặt và sợ hãi muốn bỏ chạy. Thế rồi từ trong bầu sáng ấy xuất hiện một bà đẹp lộng lẫy và chói lọi giữa vầng sáng hào quang. Bà ngồi xuống bệ đá mà hai em đã ngồi nghỉ lúc trước đó. Hình ảnh Đức Mẹ và thông điệp thì mãi tới năm 1853 đến 1854 mới được Melalin kể lại đầy đủ và Maximin xác nhận bà mặc áo màu trắng bạc đẹp không thể diễn tả. Dáng người cao và cân đối, khuôn mặt người rất oai nghi, giọng nói của người êm ái, chịu ngọt. Cặp mắt người đẹp tuyệt hơn ngàn lần những viên kim cương đẹp nhất, sáng láng như hai mặt trời. Nhưng dịu kim cương đẹp nhất, sáng láng như hai mặt trời, nhưng dịu vào trong tụ tấm gương. Trong cặp mắt bà, người ta có thể nhìn thấy thiên đàng. Cặp mắt đó lôi kéo người ta đến với người, giống như bà muốn lôi kéo và ban chính người. Đức Trinh Nữ đeo hai sợi dây chuyền, một sợi lớn một sợi nhỏ. Sợi nhỏ nơi cổ bà có tượng Chúa chịu nạn tuyệt đẹp. Tượng này dường như bằng vàng. Chúa Kitô treo trên thánh giá,
Mồ gia chúa là mồ gia người tự nhiên. Như sáng chói, ánh sáng từ toàn thân chúa tỏa ra giống như những mũi tên sáng chói xuyên trái tim tôi. Tôi ước ao tan biến trong chúa. Đôi lần, Chúa Kitô có vẻ đầu chúa gục xuống phía trước và thánh thể chúa dường như rớt xuống. Nếu không có những chiếc đanh xuyên qua tay chân giữ vào thánh giá. Có lúc, Chúa Kitô như sống. Đầu chúa thẳng lên, cặp mắt mở lớn, và dường như chúa bằng lòng ở trên thánh giá. Hai bàn tay bà bưng mặt, mình hơi đé về phía trước, hai chân đạp bên dòng suối cạn. Khoi dáng bà như đang có một nỗi buồn muốn được tỏ lộ. Hai em đứng sững người, nhìn chặt vào hiện tượng lạ lùng trước mắt. Bà đẹp từ từ đứng dậy, tiến về phía hai em. Bà nhẹ nhàng cất tiếng nói. Hãy đến đây các con. Đừng sợ. Ba đến để cho các con hay một tin mật. Nghe giọng nói êm đềm và dễ dãi, khiến hai em không cảm thấy sợ hãi muốn trốn thoát như lúc trước nữa, nhưng thấy ấm lòng như có sức lôi cuốn, hấp dẫn, khiến hai em nhanh chân tiến lại gần bà. Với giọng nói dịu dàng đụm nét buồn, bà nói, nếu các con của mẹ không cải thiện đời sống mình, thì mẹ hết cách chiều lại phép công thẳng của con trí thánh mẹ, vì cơn giận của Chúa đã quá nặng. Mẹ không bỏ các con, nhưng các con không hiểu, không đáp lại lòng mẹ. Thiên Chúa đã cho các con của mẹ 6 ngày để làm việc. Mày chỉ xin các con một ngày thứ bảy để làm việc tôn kính Ngài, mà các con cũng không ưng chờ. Nếu mùa màng và hoa màu có bị hư hỏng ông ưng chờ. Nếu mùa màng và hoa màu có bị hư hỏng, thì cũng chính là tại người ta cả. Năm vừa qua khoai lang bị hư thối nhiều mà người ta không hiểu. Người ta lại còn trách móc, than van, lại còn dùng cả danh Chúa mà nguyền rủa, mà xúc phạm nữa. Năm nay việc hư hại ấy vẫn chưa dứt đâu và cho tới lễ Giáng sinh năm nay, người ta sẽ không còn kiếm đâu ra thực phẩm mà ăn nữa. Đức Trinh Nữ khóc ròng suốt thời gian người nói với chúng tôi. Nước mắt của người tuôn trào, từng giọt như những tia sáng, rơi xuống trên đầu gối, rồi những giọt lệ đó biến đi. Những giọt lệ đó lóng lánh và đầy yêu thương. Thôi, hai em ngay bà nói mà chẳng hiểu gì nguyết, thì bà nói thứ tiếng khác với tiếng thổ dân của hai em. Mãi tới khi nghe được tiếng khoai lang, em Maximin mới hiểu và đoán rằng bà hứa cho thứ đó. Vì khoai lang đang khan hiếm, tìm không đâu có mà mua, nên em vui vẻ nhảy múa để tỏ cho chị Melalin cùng hiểu. Biết ý các em muốn hiểu, bà nhắc lại từng đoạn bằng tiếng nói của các em, để các em hiểu. Nếu mùa màng và hoa màu bị hư hỏng, sự khốn khó sẽ đến nếu người ta không hối cải. Các trẻ em sẽ chết rất nhiều. Các tai họa sẽ đến dồn dập, đói khát. Lúa mạ bị lốt, hoa màu đều bị sâu ăn. Nhưng nếu người ta biết thực sự ăn năn hối cải, thì đá trên núi cũng sẽ trở nên lúa mì và khoai lang sẽ tự nó sinh ra gấp bội. Bà nói tiếp, hai con phải chịu khó cầu nguyện sáng chiều,
Còn khi quá bận rộn thì ít là các con hay đọc kinh lạy cha và kinh kính mừng. Ba sầu não nói, chỉ có những người già đi lễ thôi sao? Những người khác thì quá mải làm ăn, kể cả mày Chúa Nhật. Khi không có việc gì làm thì lại đến nhà thờ lấy việc đạo ra mà giễu cợt, mà chê bai. Trong mùa chay họ vẫn ăn thịt mà chẳng kiêng cữ gì. Đức Trinh Nữ nói, các con của mẹ, vì các con không hiểu lời mẹ nói, mẹ sẽ nói với các con cách khác kèm theo hình ảnh sự việc diễn ra. Nếu hoa màu bị hư, việc đó có vẻ chưa ảnh hưởng tới các con. Mẹ cho các con thấy mùa khoai cuối năm này. Khoai sẽ tiếp tục bị hư và tới lễ Giáng sinh thì không còn củ nào. Nếu các con có bắp, các con đừng gieo, vì súc vật sẽ ăn hết những gì các con gieo. Tất cả những thứ gì mọc lên sẽ tan thành bụi khi các con thu hoạch. Một trận đói lớn sẽ xảy ra. Trước khi trận đói đến, các trẻ nhỏ dưới 7 tuổi sẽ bắt đầu run cầm cập và chết trong vòng tay những người bỏng ám chúng. Những người khác sẽ đền tội qua sự đói hư. Nho cũng sẽ mất mùa. Các linh cục, những thừa tác viên của con mẹ, vì cuộc sống ác độc của họ, do sự bất kính và khô khan của họ khi cử hành các nhiệm tích thánh, vì yêu tiền bạc, vì ham danh và lạc thú, các linh mục đã trở nên hố chứa phân dơ bẩn. Đúng vậy, các linh mục đang đòi báo thù, và sự báo thù đang treo lơ lửng trên đầu họ. Thiên Chúa sẽ phạt như chưa từng thấy, hôn thay những ngủ trên địa cầu. Các người lãnh đạo dân Chúa đã chỉnh mảng cầu nguyện và đền tội, và ma quỷ làm mồ lương chi họ. Thiên Chúa sẽ cho phép con rắn giả tạo ra chia rẽ giữa những người cầm quyền nơi mọi xã hội và nơi mọi gia đình. Thiên Chúa sẽ bỏ mặc nhân lại cho chính nó và sẽ gửi hình phạt nối tiếp nhau đến. Xã hội loài người sắp phải chịu những hình phạt kinh khủng nhất và những biến cố lớn lao nhất. Nhân lại sẽ phải uống chén thịnh nộ của Thiên Chúa. Xin cho vị đại diện con của mẹ, Đức Giáo Hoàng Pio IX, không bao giờ rời khỏi La Mã sau năm 1859 nữa. Mẹ sẽ ở bên ngài. Xin cho ngài cảnh giác chống lại Napoleon, con người đó hai mặt. Và khi ý muốn tự mình vừa làm giáo hoàng vừa làm hoàng đế, Thiên Chúa sẽ sớm rời khỏi y. Thế giới sẽ bị đổ mọi loại thiên tai, thêm vào với những bệnh dịch và đói khát khắp nơi. Sẽ có một loạt những cuộc chiến cho tới cuộc chiến sọc. Trước khi cuộc chiến cuối cùng chấm dứt, thế giới sẽ có một thứ hòa bình giả tạo. Người ta chỉ nghĩ tới vui chơi. Những kẻ ác độc sẽ phạm đủ mọi thứ tội lỗi. Nhưng phúc thay các linh hồn khiêm tốn được Chúa Thánh Linh hướng dẫn. Mẹ sẽ giúp những linh hồn này chiến đấu cho tới khi kết thúc. Nếu dân của mẹ không tự nguyện tuân theo, mẹ sẽ phải để cho cánh tay con của mẹ giáng xuống trên họ. Mẹ đã đau buồn quá lâu vì các con. Mẹ đã phải cầu nguyện không ngừng để con của mẹ không bỏ rơi các con. Các con không bao giờ hiểu mẹ đau lòng biết chừng nào. Thiên nhiên sẽ đòi báo thù nhân loại.
và thiên nhiên dùng mình kinh sợ vì những gì xảy ra cho trái đất đã bị ô uế vì tội lỗi. Tự vì những gì xảy ra cho trái đất đã bị ô uế vì tội lỗi. Hỡi trái đất, hãy dùng mình kinh sợ và hãy run sợ. Hỡi những người cho rằng mình phụng sự Chúa Giêsu Kitô mà trong thâm tâm họ, họ phụng sự chính họ. Bốn mùa sẽ bị thay đổi. Trái đất sẽ chỉ sinh ra những hoa màu hư xấu. Các tinh tú sẽ mất đi sự vận hành bình thường. Mặt trăng sẽ chỉ tỏa ra ánh sáng đỏ úa. Địa cầu sẽ bị bao phủ bởi nước và lửa, bị chấn động vì những trận động đất kinh hoàng nuốt đi những núi đồi, những thành thị, những quái vật không gian, sẽ tạo ra những lạ lùng kinh hoàng trên mặt đất, nơi bầu khí quyển, và nhân loại sẽ ngày ngày càng hư hỏng. Khốn thay những người sống trên mặt đất, sẽ có những trận chiến đẫm máu và đói khát, bệnh dịch và truyền nhiễm. Người ta sẽ đập đầu vào tường, đòi chết, và sự chết sẽ là nguồn thống khổ của họ. Sẽ có những trận bão tố làm rúng động các thành thị, những trận động đất làm sụp đổ nhiều quốc gia. Mặt trời sẽ tối đi, vực thẳm mở rộng thêm. Ai sẽ đứng vững nếu Thiên Chúa không rút ngắn thời gian thử thách? Và khi đó nước và lửa sẽ tẩy sạch địa cầu và tiêu hủy mọi công trình kiêu ngạo của loài người. Sau đó, mọi thứ sẽ được đổi mới. Thiên Chúa sẽ được phụng thờ và tôn vinh. Người dạy hai trẻ nói các điều đã xem, đã được biết. Melalin, những gì ta nói với con bây giờ sẽ không phải luôn luôn là một bí mật. Con có thể xuất bản vào năm 1858. Sau đó, bao từ từ bước đi, rồi như lướt trên cỏ lên tận đỉnh đồi cao và bay nhẹ lên không trung, mắt ngước nhìn xuống nước Ý. Câu chuyện mẹ hiện ra được vài hôm thì nhiều người nghe biết, liền đến tìm hai em, xin thuật lại cho họ ngay. Trong số đó có cả ông quản chúa trong hạt nữa. Sau khi nghe các em chúa trong hạt nữa, sau khi nghe các em kể, cùng nhắc lại những điều các em đã được bà nói, ông quận chúa tỏ vẻ không tin, lại còn tìm mọi cách ngăn cản và đe dọa cầm tù. Đứng trước sự cương quyết của hai em, nhìn quang cảnh suối nước khô cạn nay lại có nước trong mát chảy không ngừng. Nhiều người được ơn lạ khi uống nước suối và những lời bà nói có ứng nghiệm. Nhà cầm quyền bắt đầu thay đổi thái độ. Tin Đức Mẹ hiện ra tại La Salette đã được mau chóng lan truyền khắp nước Pháp. Và trung tuần tháng 10 năm 1846, phần đầu của thông điệp đã được in để phổ biến. Các lời Đức Mẹ loan báo trong phần đầu thông điệp đã xảy ra vào những ngày cuối tháng 12 năm 1846. Những xáo trộn chính trị, kinh tế, mất mùa đói khát, bệnh dịch đã xảy ra ảnh hưởng hầu hết mọi người khắp nước Pháp. Vào những ngày cuối năm 1846, khoai thối từ dưới đất, bắp bị hư, những thứ này chỉ có thể cho súc vật ăn, nhưng súc vật đã lăn ra chết vì ăn các thứ đó. Kế đến mùa đậu, óc chó cũng mất. Nho là sản phẩm quan trọng của Pháp cũng mất mùa trầm trọng. Nạn đói hoành hành khắp nơi khiến hàng ngàn người chết. Nhiều trường hợp chết hết cả gia đình.
Tất cả những biến cố này xảy ra đúng như Đức Mẹ đã cảnh cáo, khiến người ta phải nhìn nhận lời Mẹ thông báo xảy ra chính xác đến độ kinh ngạc. Ngay từ đầu năm 1800, Salet bắt đầu được nhìn nhận. Người ta đổ đến La Salette ngày càng đông. Và giáo quyền khởi sự điều tra sự lạ lùng tại La Salette. Một sự kiện yêu thương đặc biệt của Đức Mẹ là một dòng suối xuất hiện tại chính nơi Đức Mẹ hiện ra. Và rất nhiều phép lạ được giáo quyền và hội đồng y khoa công nhận đã xảy ra nhiều nước suối này. Lời tiên tri về Đức Pio IX và Hoàng đế Napoleon III đã xảy ra đúng như lời kiên báo. Đức Pio IX đắc cử giáo hoàng vào đầu năm 1846. Vào thời gian này, không một ai tưởng tượng được là một hoàng đế Napoleon nữa xuất hiện trên đất Pháp. Một người cháu của đại đế Napoleon lên kế vị lấy tên là Napoleon III. Người cháu này của đại đế Napoleon vốn ít được người ta biết tới. Người cháu này của đại đế Napoleon vốn ít được người ta biết tới. Những người quen biết ông trước kia đều cho rằng ông ta tầm thường, ngờ nghệch, và không ai có thể tưởng tượng ông ta sẽ leo lên được chức tước gì. Mặc dù vậy, tháng 12 năm 1848, giữa lúc mất mùa đói kém, chính trị bất ổn, ông ta được bầu làm Tổng thống nước Pháp. Vào tháng 11 năm 1850, ông trở thành Hoàng đế Napoleon III độc tài đầy quyền lực. Năm 1848, Đức Pio IX phải rời khỏi giáo đô La Mã vì những xáo trộn chính trị và loạn lạc. Năm 1850, Đức Pio IX trở về La Mã nhờ sự can thiệp của Napoleon III. Cuối năm 1850, nhưng mãi tới năm 1851, Đức Pio IX mới nhận được phúc trình đầy đủ về những sự việc và thông điệp Đức Mẹ ban tại La Salette. Cũng thời gian này, cuối năm 1851, Napoleon III cho thấy ý định muốn tiến vị, chiếm ngôi vị giáo hoàng. Ý hiện bí bác của ông là Napoleon I trước kia. Những lời cảnh cáo nghiêm trọng nhất về các biến cố, về cuộc sống và số phận nhân loại được các nhà nghiên cứu bình luận ghi nhận là nói về cuộc chiến Pháp Phổ, Thế chiến 1 và 2, sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản. Tất cả đều là những roi đòn khủng khiếp nhất gây ra tổn thất sinh mạng và thống khổ cho hàng tỷ người. Những điều Đức Mẹ cảnh cáo không phải chỉ xảy ra cho nước Pháp và trong thế kỷ 19, tới ngày nay. Nay ngày các điều Đức Mẹ nói xuất hiện càng rõ ràng. Nhìn vào lịch sử thế giới từ hậu bán thế kỷ 19 tới nay, chúng ta thấy biết bao lần những biến cố kinh hoàng đã xảy ra. Và ngày nay các điều này càng rõ ràng vuông. Cuộc chiến Pháp Phổ, Thế chiến 1 và 2 đã chấm dứt. Các cuộc chiến cục bộ ngày càng bốc. Nhưng nguy cơ của cuộc chiến khốc liệt hơn vẫn còn treo lơ lửng trên đầu nhân loại. Mặc dù y khoa và khoa học tiến bộ vượt bậc, nhưng từ 1960 tới nay, ô nhiễm không khí và nhiều bệnh nan y chết người lan tràn khắp thế giới, như AIDS, Ebola, các cội ác gia tăng, luân lý suy đồi, thiên tai, hạn hán, lụt lội, thiên tai, hạn hán, lụt lội, động đất, cháy rừng, vân vân, xảy ra tới mức độ khủng khiếp khắp nơi. Mà nhân loại cứ đổ thêm dầu vào lửa. Người ta chỉ biết tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa khoái lạc, và cướp quyền đấng tạo hóa.
nhất là đại ác hỏa giết các hài nhi còn trong dạ mẹ. Chúng ta không thể tưởng tượng được những kinh hoàng gì sẽ xảy ra theo phần cuối thông điệp của mẹ Maria tại La Salette. Chúng ta không thể biết khi nào những việc đó xảy ra. Phải chăng đã và đang lần lượt xảy ra? Vấn đề là chúng ta phải nghe theo lời Đức Mẹ mà nhiều mẹ dẫn dắt trở về với Thiên Chúa là Cha nhân từ nếu chúng ta muốn những đại họa tiên báo không xảy ra hoặc được giảm thiểu. Đức Mẹ hiện ra tại La Salette được giáo hội nhìn nhận với tước hiệu Đức Mẹ sầu bi và sự ăn năn sám hối. Ngày nay chính nơi Đức Mẹ hiện ra đã trở nên một thánh địa linh thiêng, với thánh đường nguyên ha rộng lớn, với đồi thánh giá hiên ngang vươn lên nền trời, gắn đầy những bảng tạ ơn. Tính đến năm 1912 đã có trên 6.000 tấm bia tạ ơn Đức Mẹ